Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin báo Việt Nam phủ nhận hacker yêu nước tấn công VOA và các đài báo Mỹ, châu Âu. Ngay sau khi trên mạng xã hội chính thức của VOA và ba cơ quan truyền thông tiếng Việt khác có trụ sở ở Mỹ và châu Âu bị tấn công, tờ báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam lập tức lên tiếng phủ nhận các hacker yêu nước hay các cơ quan chức năng của Việt Nam đứng sau vụ việc này. Trang Facebook của VOA tiếng Việt đã bị hack và bị đổi thành tên Đông Lào Muôn Năm vào khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 29 tháng 10 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cùng thời gian này, trang Facebook của EFA cùng có trụ sở ở Washington DC của Mỹ và BBC tiếng Việt có trụ sở London, Anh cũng đều bị tấn công tương tự. Trang Facebook của EFA bị đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam Muôn Năm và của BBC bị đổi tên thành Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại. Tương tự, trang Facebook của Thời báo.de, tờ báo tiếng Việt có trụ sở Berlin, Đức cũng bị hacker đột nhập vào ngày 30 tháng 10 và đổi tên thành Việt Nam Muôn Năm 79. Đây là hình ảnh các fanpage của EFA, VOA Đại tiếng Hoa Kỳ, BBC London và Thời báo.de bị đổi tên cùng một lúc. Vụ tấn công diễn ra trong một thời gian ngắn khi mà Đại tiếng Hoa Kỳ và hai đài tiếng Việt EFA và BBC trong cùng ngày đã có được trở lại được tên và trở lại bình thường. Trong khi đó, theo người sáng lập của tờ Thời báo.de Lê Trung Khoa cho biết, trang tiếng Việt của tờ báo thường bị truyền thông nhà nước Việt Nam nêu tên sau hơn một ngày mới có được lại tên chính thức. Tờ báo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 30 tháng 10 lập tức phủ nhận vai trò của các hacker được gọi là yêu nước cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam tham gia vào vụ tấn công mạng này. Đảng Tiếng Nói Hoa Kỳ và các đài báo nói trên chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc chính thức nào. Bài báo trên trang điện tử Quân đội Nhân dân với tiêu đề "Nhiều fanpage chống phá đảng, nhà nước bị đổi tên, đừng nên gán ghép suy diễn" cho rằng nhiều người đã suy diễn rằng có những hacker yêu nước làm chuyện đó. Tờ báo được xem là tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam cho rằng những suy diễn kiểu đó là không có cơ sở và phủ nhận không có chuyện cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc này như một số thông tin trên mạng xã hội. VOA, EFA, BBC và Thời báo.de thường được xem là những cơ quan truyền thông chống cộng hay chống phá đảng và nhà nước Việt Nam vì có nhiều bài báo viết về nhân quyền và chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam mà truyền thông trong nước không được phép đề cập. Trang web của các trang báo này do đó đã bị chặn truy cập tại Việt Nam nên nhiều người trong nước thường đọc tin tức của Đại tướng Hoa Kỳ và các bài báo nói trên thông qua các trang fanpage chính thức. Đây là hình ảnh tờ báo Quân đội Nhân dân cho rằng các trang bị đổi tên là chống phá đảng, nhà nước. Theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các cuộc tấn công vào hôm 29 và 30 vào các đài ở Mỹ và châu Âu được thực hiện từ các tài khoản hacker khác nhau. Đây là lần đầu tiên trang Facebook của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bị đột nhập và đổi tên. Vụ việc đang được Facebook điều tra. Ông Lê Trung Khoa, người sáng lập cho tờ Thời báo.de cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết, cơ quan an ninh điều tra của Đức về tấn công mạng và đài truyền hình Đức Bayern Rundfunk đang tìm hiểu tại sao và ai là người xâm nhập vào trang Facebook của tờ báo này. Theo nhận định của nhà báo Lê Trung Khoa, người điều hành cũng của một công ty sản xuất phần mềm tại Đức, các trang Facebook của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, BBC, FA và Thời báo.de nhiều khả năng bị tấn công theo cùng một cách xâm nhập. Tức là hacker đã truy cập được vào các tài khoản các trang mạng xã hội này để đổi tên rồi sau đó lại trở lại và đổi lại tên gốc cho các trang đó. Báo Quân đội Nhân dân thì cho rằng chuyện một số trang fanpage bị đổi tên có lý do từ lỗ hổng trên không gian mạng thì không có gì mới mẻ. Và trích dẫn một chuyên gia công nghệ phần mềm nói rằng đây không phải là hình thức tấn công mạng tinh vi nhưng khiến cho những người sử dụng mạng xã hội lo lắng về vấn đề bảo mật. Chính phủ Việt Nam thì gần đây bị nghi là có một số mối liên hệ với một nhóm tin tặc có tên là Ocean Lotus hay APT32 đứng sau chiến dịch tấn công an ninh mạng nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam. Theo một số báo cáo của tổ chức và nhóm kỹ thuật an ninh của tổ chức Ân xá Quốc tế chia sẻ đưa ra vào hồi tháng 2 năm nay. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, các nhà điều tra an ninh mạng tại Facebook đã tìm ra một nhóm hacker từ lâu đã bị nghi làm gián điệp cho chính phủ Việt Nam, được biết là APT32 hay Ocean Lotus, từng bị cáo buộc trong nhiều năm qua về các hoạt động theo dõi các nhà bất đồng chính kiến, doanh nghiệp và quan chức nước ngoài. Đây là hình ảnh nhóm tin tặc APT32 đã dùng rất nhiều thủ thuật câu nhử giả mạo để chiếm đoạt
quyền điều khiển của nạn nhân. Còn Facebook cũng vì lợi nhuận mà để cho tin giả, tin xấu tiếp tục tràn lan. Việc Facebook đặt lợi nhuận lên trên hết không chỉ dẫn đến hậu quả là để cho tin giả tràn lan, khuyến khích sự nóng giận của người dùng và còn dập tắt tiếng nói của sự thật theo yêu cầu của các nhà độc tài. Một kỹ sư công nghệ thông tin người Mỹ gốc Việt vốn dành nhiều thời gian theo dõi Facebook đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Facebook, mạng xã hội được nhiều người Việt Nam sử dụng nhất hiện nay, đang bị chính quyền Mỹ xăm soi sau những tiết lộ gây sốc của cô Phan, một cựu quản trị dự án của Facebook khi ra điều trần Quốc hội vào hồi tháng trước. Cô Haugen đã nói trước một tiểu bang ở Thượng viện rằng Facebook đã đặt lợi nhuận ngất ngường của họ trước người dân và kêu gọi Quốc hội hành động để kiềm chế hãng công nghệ khổng lồ này, theo tờ báo US Today. Cô nói, chúng ta có thể tận hưởng mạng xã hội giúp kết nối chúng ta mà không phải phá nát nền dân chủ của chúng ta, đưa con em chúng ta vào nguy hiểm và gieo rắc bạo lực sắc tộc khắp thế giới. Cô Haugen đã được USA Today dẫn lời phát biểu trong một buổi điều trần trước Quốc hội. Người đã thổi còi này đã phân tích bằng cách nào đó mà các thuật toán nhằm kích thích người dùng bỏ nhiều thời gian trên Facebook đã dẫn đến mức độ nguy hiểm của bạo lực và xung đột trên khắp thế giới. Điều mà Facebook không hề ngăn chặn bởi vì nó sẽ làm giảm lợi nhuận. Dường như Facebook đã đầu tư vào những người dùng có thể đem lại tiền cho họ. Cô Haugen đã nói như vậy và lập luận rằng mạng xã hội này tìm kiếm lợi nhuận bằng cách tăng cường tương tác của người dùng bằng mọi giá. Đây là hình ảnh người thổi còi tố cáo Facebook trước Quốc hội Mỹ, cô Haugen, cựu nhân viên của Facebook. Những nhận định này đã được ông Nguyễn Bình Phương, một lập trình viên ở California từng làm việc cho hãng Google, nay đã mở công ty riêng khẳng định lại với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Phương đã có thời gian theo dõi các nhà hoạt động của mạng xã hội này từ rất lâu trước buổi điều trần của cô Haugen. Chuyên gia này nói thêm, những gì cô Haugen nói đã xác minh cho những gì mà tôi còn mơ hồ. Ông nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhưng nó ở mức độ hơn rất nhiều so với những gì tôi ngờ vực. Phục tùng độc tài cũng là điều mà dư luận đã đặt ra đối với Facebook. Tờ báo Washington Post mới đây cũng đưa tin Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, đã phục tùng các yêu cầu của chính quyền Việt Nam là tăng cường kiểm duyệt những thông tin bất lợi cho Đảng Cộng sản để không bị chặn ở một trong những thị trường đem lại lợi nhuận lớn nhất ở châu Á cho Facebook. Báo cáo minh bạch thường niên của Facebook cho thấy số lượng bài đăng của họ bị chặn ở Việt Nam trong nửa cuối năm 2020 là 2.200 bài, tăng gần gấp 3 lần so với 6 tháng đầu năm. Ông Phương cho biết bản thân ông đã chứng kiến việc Facebook hợp tác với chính quyền Việt Nam đều khiến ông nghi ngờ là có người của Cộng sản làm việc trong Facebook. Và thị trường Việt Nam đã đem lại cho Facebook doanh số tới 1 tỷ đô la mỗi năm, tức là Facebook và chính bản thân Mark Zuckerberg bán đứng quyền tự do ngôn luận, sự tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam với cái giá 1 tỷ đô la, ông nói. Đây là hình ảnh ông chủ Zuckerberg của Facebook đã bị cáo buộc là đặt lợi nhuận lên trên hết. Chuyên gia này cũng cho rằng việc các hãng công nghệ bị nhà nước độc tài gây áp lực là điều không mới. Chẳng hạn như Google từng bị Trung Quốc yêu cầu phải chặn các từ khóa tìm kiếm nhạy cảm. Và Google dù nghe theo nhưng vẫn có những dòng chữ là có những kết quả đã bị xóa theo yêu cầu của chính quyền. Đằng này Facebook không có nỗ lực gì để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dùng. Ông dẫn ra một trường hợp là nhóm lều của đầy tớ vốn phơi bày dinh thự xa hoa của các vị quan chức Việt Nam đã bị Facebook đánh sập vào tháng 12 năm 2020, tức là trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13 với lý do vi phạm sở hữu trí tuệ mà không nói rõ là vi phạm thế nào, lấy hình của ai. Lều của đầy tớ đã bị đóng đến nay không mở lại được. Các quản trị viên của nhóm liên tục khiếu nại lên Facebook nhưng không có hồi âm, ông cho biết, và lên án Facebook không tôn trọng người dùng. Và phản dân chủ, ông Phương cũng đặc biệt chỉ trích cách Facebook tiếp cận trình báo mà ông theo là thực thi dân chủ một cách phản dân chủ. Ông kể là ông và những người cùng chí hướng đã lập một nhóm gồm 300 thành viên chuyên trình báo các trang tin giả tiếng Việt, nhưng trên thực tế đến nay hiệu quả là con số 0. Nhưng nếu có bài nào đó bất lợi cho chính quyền Cộng sản thì lực lượng dư luận viên thi nhau báo cáo khiếu cho tài khoản đăng bài đó đã bị Facebook đóng cửa. Ông chỉ ra và nói rằng Facebook không hề cho biết số lượng báo cáo là bao nhiêu là đủ để họ hành động. Khi họ đóng thì họ cũng đưa ra lý do rất mơ hồ và cơ hội để khiếu nại là zero, tức là bằng không. Ông nói thêm và nhận định rằng người dùng rất thấp cổ bé họng trước ông lớn mạng xã hội này. Ông nói nhóm của ông
bất lực nhìn tin giả tung hoành trong cộng đồng người Việt dù đã báo cáo rất nhiều lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2021 với bản tin Báo Việt Nam phủ nhận hacker yêu nước tấn công Đại sứ quán Hoa Kỳ và các báo đài ở Mỹ, châu Âu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.